Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng. Hôm nay làm cho anh em một cái chủ đề, cái dòng này thì Bình Thịnh sửa rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa có thời gian quay và chia sẻ những kiến thức với anh em. Hôm nay tranh thủ một ngày buổi trưa đang hơi thư thả một xíu ha, trời mát mẻ, hình làm một video clip chia sẻ những kiến thức hữu ích xung quanh cái công tác gọi là sửa quạt tháp nha anh em. Thì Bình Thịnh thì chuyên và sửa tất cả các loại quạt đó, quạt đứng, quạt bàn ha, quạt treo tường, quạt hơi nước và vân vân, và đương nhiên là không thể kể đến cái quạt tháp rồi. Quạt tháp là dòng quạt hiện giờ được rất nhiều gia đình ưa chuộng bởi vì nó thật là nó sang. Nhìn vào cái quạt chúng ta thấy cái sự sang trọng với sự đẹp liền. Đó, hình đi một vòng cho anh em coi ha. Anh khách này thì anh sửa rất là nhiều máy ở bên Thịnh, khách quen mà, thì anh hỏi Thịnh có sửa cái quạt tháp này không, anh đưa qua luôn. Thì mình đã hoàn tất luôn quá trình sửa chữa rồi. Bây giờ mình quay video clip mình test một xíu rồi mình sẽ giao máy cho anh khách ha. Thì máy này anh quạt này cái hiệu của nó là Nico Kendo. Cái quạt này là bán chính hãng tại Việt Nam. Theo Thịnh biết thì này, giá nó tầm khoảng 2 triệu hay sao đó. Đó, giá khuyến mãi á nha, lúc mà mới ra thì nó mắc hơn. Thì quạt này anh mang đến trong tình trạng là không bấm được, có nghĩa là những cái nút điều khiển này bấm nó không có tác dụng nữa, thì nó là như là một cái quạt không có nguồn ha. Thì xung quanh cái công tác mà sửa quạt tháp bên Thịnh thường gặp á, Thịnh liệt kê cho anh em nghe một số cái lỗi thường gặp anh em có thể sẽ thấy quen khi anh em xem video clip này, bởi vì nó sẽ có nằm trong cái vấn đề anh em đang tìm hiểu. Thứ nhất là nút bấm không được ha, hoặc là có nút được, nút không, dù nút này được, nút nguồn được, nhưng mà nút gió, nút đảo không được ha, nút hẹn giờ rồi không được, có nút được, nút không, hoặc là nó loạn, nó nhảy loạn hết. Đó có nghĩa là nút nó tự nó nhảy tùm lum hết. Đó, nó không, chúng ta không thể điều khiển được nữa, kể cả bằng remote cũng như vậy luôn. Đó là hiện tượng mà loạn phím. Thứ hai đó là cái vấn đề rất hay gặp, đó là quạt nó mất nguồn. Mất nguồn hoàn toàn luôn. Thì một cái cây quạt tháp như thế này, cái hoạt động của nó cũng khá là đơn giản thôi. Tuy nhiên đương nhiên nó phức tạp hơn những cái quạt thông thường của chúng ta nhiều. Đó là nó sẽ hút gió, nó hút gió vào đây ha. Nó hút gió vào ở cái mặt sau nè, nó hút gió nó qua một cái bộ lọc và nó sẽ phả gió ra đây. Bởi vậy quạt tháp nó có tác dụng mà lọc không khí luôn là như vậy. Nó tích hợp nó rất là tiện lợi, nó vừa giúp chúng ta tạo gió, nó vừa lọc cái luồng gió đó. Và đối cái dòng Nico Kendo này nó còn tạo âm nữa. Cái tính năng mà tạo âm nó giúp cho không gian sống mình nó trong lành hơn. Bây giờ cái tính năng đó thì có trên nhiều thiết bị rồi. Máy lọc không khí là tạo âm là có rất là nhiều rồi. Và cái lỗi mà hay gặp nhất đó là vấn đề là motor không quay. Có nghĩa là cây quạt nó không chạy luôn. Chúng ta bấm nó vẫn nghe tít tít nhưng mà quạt nó không chạy, nó không có nghe cái tiếng gió nữa. Đó là lỗi rất hay gặp trên cái vấn đề mà quạt tháp ha. Rồi một số cái quạt tháp thì cái kết cấu nó cũng giống như quạt quạt hơi nước vậy đó. Hơi nước thì nó có một cái luồng, nó thêm một cái bình nước để chúng ta thổi cái hơi nước ra thì nó mát hơn nữa so với cái quạt tháp truyền thống như thế này. Thì bằng cái kinh nghiệm thực tiễn Thịnh sửa chữa thì Thịnh thấy đối với cái quạt tháp này, cái việc mà sửa chữa nó so với cái quạt cơ thông thường thì nó khó hơn khoảng 30-40%, bởi vì nó có sự tham gia nhiều của những cái điện tử, những cái bo mạch điện tử ha. Và thứ hai đó là cái kết cấu, cái cách tháo ráp của nó, và nó cồng kềnh hơn. Motor đồ của nó cồng kềnh, nó phức tạp hơn, chúng ta làm sẽ khó hơn cái điện cơ thông thường. Thì cũng dễ hiểu thôi, khi anh em thấy một cái quạt điện cơ thì chi phí nó không bao nhiêu hết, nhưng mà cái quạt tháp hiện tại từ 2 đến 5 triệu tùy cái thương hiệu đó. Đương nhiên có những cây mắc hơn vậy nữa. Mấu chốt ở đây, nếu mà anh em gặp vấn đề đối với quạt tháp của mình á, thì anh em cố gắng mang đến những cái nơi chuyên về sửa quạt tháp. Ha, chuyên về sửa quạt là một, quạt tháp là hai. Quạt tháp bởi vì nó có cái bo điện tử nên là nó sẽ không phải là điện cơ thông thường. Những nơi mà chỉ chuyên về điện cơ có thể sẽ không xử lý được những cái dòng quạt này tốt. Đó thì Thịnh chia sẻ kinh nghiệm là như vậy. Đó, chúng ta ví dụ như cái quạt này nè, nó bị lỗi cái bảng điều khiển này, Thịnh đã phải làm gì? Thịnh đã phải xử lý cái bảng mạch ở trên đây. Nó nằm ở trên cái nắp này đây anh em ha. Đó, Thịnh phải xử lý, Thịnh làm mạch lại. Cụ thể hơn là do nó bị đứt đường tín hiệu. Đó, Thịnh câu mạch rồi Thịnh làm lại cho ok hết. Thì bây giờ nó chạy lại bình thường rồi. Giờ Thịnh sẽ bật, mình test thử nha. Đó, bật nguồn lên. Đó, anh em nghe tiếng tít ha. Đó, tiếng gió quạt quay nè. Đó, nó đang ở mức nhỏ nhất nè. Chúng ta bật qua bên mức lớn hơn nè. Đó, hai cánh nè. Đó, lớn nhất ba cánh nè. Ta thử tính năng hiện giờ nè. Đó, nghe thấy chưa? Đó, một tiếng, hai tiếng gì đó. Chạy rất là êm. Mình nhấn đây cho nó quạt nó đảo nè. Một trong những ưu điểm của quạt tháp đó là nó êm. Nó rất là êm ái.
chúng ta để trong nhà môi trường hoặc là em bé rồi phòng ngủ của em bé rồi nó rất là êm, người già ở và cái gió của nó đảo đều, nó không có quá mạnh, nó không có thổi mà người ta dùng cái từ là gió nó không có bị sốc á, nó bị hổm á, nó đều đặn, nó êm ái, nó vẫn mát cho cả ngôi nhà. Đó, mọi tính năng, mọi nút anh em thấy rồi đó, bây giờ là bấm được ok hết ha. Rồi ok anh em nào có nhu cầu cần sửa chữa về quạt tháp hay tất cả các loại quạt ha, anh em cứ liên hệ trực tiếp với Thịnh, quạt hơi nước, quạt tháp. Rồi, Thịnh sẽ trong khả năng của mình và bằng cái kinh nghiệm cũng hơn 10 năm sửa chữa rồi, Thịnh sẽ chia sẻ cho anh em những cái cách thức để mà mình sửa chữa được tối ưu nhất, mang đến cho anh em cái dịch vụ sửa chữa là anh em sửa xong anh em về anh em xài anh em cảm thấy vui, cảm thấy hài lòng, đó là cái tâm huyết của Thịnh hướng đến ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này nha, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.